Thuân sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về uh, tình hình của Ledger các bạn tại vì hôm nay đó có rất là nhiều những cái drama xoay quanh cái thông tin đến từ uh, công ty Ledger đó chính là cái công ty mà sản xuất cái bí chứa lạnh mà nhiều bạn sử dụng. Thì nói tới cái sự kiện Ledger đó thì uh, cái mà các bạn nên hiểu đây là có rất nhiều cái sự phẫn nộ về cập nhật mới nhất đến từ Ledger Và dành cho Ledger Nano X. Và tôi nghĩ là những cái sự phẫn nộ đó cũng dễ hiểu mà thôi thường chia sẻ chi tiết các bạn sẽ hiểu tại sao mà những người đó lại phẫn nộ và không có đồng ý với cách làm của Ledger. nhưng mà về những sự phẫn nộ đó đó chúng ta thấy được là lại có nhiều cái thông tin không muốn sự thật được chia sẻ khắp nơi trên những mạng xã hội nhất là những thông tin liên quan tới là Ledger bị hát hay là Ledger các bạn đã không an toàn nữa vân vân thường chia sẻ những gì mà các bạn cần định hiểu là sự thật những gì mà chúng ta chỉ là nghi vấn mà thôi chứ những cái lo lắng trước hết thì chúng ta được là cái cập nhật mà được chia sẻ bởi Ledger đó là cái cập nhật có cái tên là 2.2.1 thì đây là cái cập nhật cho Ledger Nano X các bạn và trong cập nhật này đó có một chức năng mới mà nhiều người không thích đó chính là cái chức năng cho phép Nano Ledger X phục hồi cụm từ bảo mật hay là recovery phrase đây là một cái cụm từ bảo mật mà các bạn viết xuống bằng tay đó đây là cái thông tin cực kỳ quan trọng tại vì bất cứ ai có cụm từ bảo mật này thì đều có thể lấy được tài sản trong cái ví la trừ của các bạn bây giờ đó thì la trừ lại có một cách để cho các bạn có thể lưu trữ cái cụm từ này với lại la chừa. thì ngay lập tức các bạn đã thấy được là cái cách làm này của la trừ đã đi ngược lại với lại lòng tin của cộng đồng liên quan tới là các bạn cần phải tự lưu trữ khóa cá nhân của mình. Các bạn không nên giao cho bất cứ ai và các bạn sử dụng những cái ví như là Ledger hay Trezor, những cái ví cứng hay là nhiều bạn nói là những ví lạnh đó, thì các bạn lưu trữ tại vì các bạn có lòng tin là không có ai ngoài bạn biết khóa cá nhân hết. Bây giờ đã có cái chức năng này thì có phải là Ledger có thật sự nhìn thấy được cái cụm từ bảo mật của bạn? nhìn vào một số những chi tiết đi Các bạn đã dễ hiểu là tại sao mà có rất nhiều phản ứng dữ dội về bản cập nhật của Ledger Live với tính năng khôi phục 24 cụm từ này Tại vì có rất nhiều người sử dụng Ledger Live Đây là cái ví cứng mà được nhiều người sử dụng nhất hiện bây giờ Và bản thân Thuận cũng là một người đã sử dụng cái ví này rất lâu rồi các bạn Và Thuận cũng sở hữu rất nhiều cái ví Ledger như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó và bản thân thường ngoại trừ cái ví Ledger ra thường cũng lưu trữ uh, trong ví của Trezor, đây là cái ví của Trezor One và thường cũng có mua một cái phiên bản cái tay cũng lâu rồi, các bạn mà thường chưa có mở hộp nữa đó chính là Trezor Model T thì hồi sáng này đó khi mà cộng đồng phản ứng dữ dội thì CEO của Ledger đã phải lên tiếng ở trên Twitter để mà dập lửa cố gắng chấn an mọi người trên mạng xã hội. Thì với tư cách là người dùng nhiều ví Ledger trong vòng à, nhiều năm qua, thường đã sử dụng ví Ledger hơn 6 năm rồi các bạn, một thời gian cực kỳ dài rồi. Như bạn nào mà theo dõi kênh cũng đã biết là Thuận đầu tiên mua là cái ví Ledger Nano S. Hồi xưa không có phiên bản nào ngoại trừ phiên bản S các bạn. Sau này mới có những cái phiên bản khác. À, thì Thuận đã sử dụng rất rất lâu rồi mà không có bất cứ một vấn đề gì và đối tượng lưu trữ số tài sản cũng khá là lớn trong cái máy Ledger và Ledger cũng là cái sản phẩm duy nhất bán trên Thuần Cap Store thì đây là cái quan điểm của Thuận. Trước hết là chúng ta hãy hiểu về cái chế độ Ledger Recovery có nghĩa là khôi phục lại cái cụm từ bí mật của các bạn. thì trước hết cái chức năng này thì bây giờ chỉ có ở châu Âu mà thôi ở nước Anh, Canada và Hoa Kỳ chưa có tại Việt Nam hay là bất cứ quốc gia nào khác và chỉ có trên phiên bản của iOS và Android theo đơn hiểu đó là các bạn không thể kích hoạt với cái phiên bản ở trên máy vi tính được các bạn phải sử dụng uh, iPhone hay là iPad là những cái máy mà sử dụng Android và thêm vào đó nó chỉ kích hoạt được với lại cây ví Ledger Nano X và chỉ khi nào mà các bạn cập nhật Ledger Lite mới nhất và cập nhật cái phiên bản firmware mới nhất Giao trong cái máy Ledger của các bạn có nghĩa là cập nhật vào cái phần mềm của cái ví Ledger này đó chính là cái phiên bản như thường chia sẻ đó chính là 2.2.1 có rất nhiều những cái thông tin thường cảm thấy là không đúng sự thật nhiều bạn nói là máy Ledger bây giờ đó đã, đã nguy hiểm hơn hồi xưa Thật ra nếu như các bạn chưa có cập nhật cái phiên bản mới thì cái ví Ledger của các bạn cũng giống như ngày hôm qua mà thôi hay ngày trước đó nó cũng an toàn ngang như nhau đối với thuận là như vậy nhưng mà các bạn làm sao biết các bạn đang sử dụng phiên bản nào thì để các bạn biết được các bạn đang sử dụng phiên bản nào đó thì các bạn có thể check cái firmware của mình bằng cách là các bạn vào trong Ledger Nano X các bạn kích hoạt cái máy này lên cắm vào cái USB sau đó các bạn đi tìm kiếm Control Center các bạn giữ hai nút trái và phải đó cùng một lúc khoảng chừng vài giây thì các bạn sẽ thấy một cái menu khác hiện lên sau đó các bạn vào setting manager device kế đó các bạn đóng vào general rồi tới firmware version các bạn sẽ thấy cái firmware của các bạn là đang sử dụng phiên bản nào các bạn có thể lên trên những mạng xôi thì cũng đã chia sẻ cái cách kiểm tra cái firmware của các bạn rồi cho nên nếu các bạn vẫn chưa cập nhật đó, thì cái lại của các bạn cũng giống như ngày hôm qua mà thôi không có gì thay đổi hết chỉ khi nào các bạn cập nhật rồi sau đó các bạn cần phải kích hoạt cái chế độ này thì các bạn mới có thể có được cái chức năng được nói đến bởi Ledger là các bạn có thể lưu trữ khóa cá nhân với họ để thường chia sẻ rõ ràng hơn với các bạn. Thì Ledger nói là cái chức năng Ledger Recovery này đó phục hồi cụm từ bí mật sẽ mã hóa có nghĩa là không phải là lấy trực tiếp 24 ký tự của bạn mà họ sẽ mã hóa cái 24 ký tự đó Và thành một cái phiên bản khóa cá nhân của bạn và chia nhỏ ra thành 3 phần sử dụng chia sẻ bí mật sau rồi gửi tới ba công ty khác nhau có nghĩa là sau khi mà họ lấy 24 ký tự rồi họ mã hóa rồi họ chia làm ba gửi tới ba công ty khác nhau trong đó không có công ty Ledger tất cả điều này sẽ xảy ra trên cái con chip phần tử bảo mật ở trên cái máy cái con chip đó đó là cho nó chưa bao giờ bị hát đó là cái sự chia sẻ đến từ Ledger khi các bạn quên khóa cá nhân đó thì hai trong ba công ty sẽ gửi lại phần của họ tới thiết bị Ledger của bạn để giải mã ngay cho thiết bị để mà khôi phục cụm từ bí mật của bạn và Lê chưa nói đó đây là một chức năng đăng ký tùy chọn Như là các bạn cần phải đăng ký chứ không phải là tự nhiên có Và cái chức năng này các bạn phải trả là 9 đồng 99 cent Nghĩa là 10 đô la mỗi tháng chứ không phải là tự nhiên mà các bạn có và miễn phí Và nếu như các bạn không có nhu cầu sử dụng dịch vụ này đó Thì các bạn không cần phải kích hoạt và có thể tự mình tiếp tục quản lý Cùng từ khôi phục như là hiện bây giờ Đó là cái sự chia sẻ đến từ Ledger và cái chức năng Ledger Recovery này Và các bạn đã thấy là cộng đồng nó hầu như không có thích cái cách làm này của Ledger chút nào hết Thứ nhất, trong ba vấn đề lớn, nhiều người tin tưởng trong đó có thuận nữa Cách lưu trữ khóa cá nhân an toàn nhất đó chính là offline, không kết nối với Internet và thiết bị ưu tiên hàng đầu đó chính là bí lạnh vì nó đơn giản không kết nối với internet khi bạn kết nối đó thì khóa cá nhân không rời ví đó là lý do tại sao mọi người ưu tiên ví lạnh và bản thân thuận dùng cả hai là chơi trời rồi như này chia sẻ với các bạn à, các bạn thấy được là từ trước đến giờ đó recovery phrase của các ví lạnh là thứ không thể hát trên mạng vì không có phiên bản nào trên mạng hết các bạn ngoại trừ các bạn từ để lộ mà thôi vấn đề căn bản nhất là bây giờ có khả năng là sẽ có phiên bản trên mạng nếu như các bạn subscribe như là đăng ký à, như là ledger nói nghi vấn vẫn là nếu các bạn không đăng ký thì làm sao chắc chắn là chưa không thể xem khóa cá nhân các bạn được trước đây thì mọi người cũng có một số nghi vấn các bạn nhưng mà cũng có lòng tin tại vì Ledger đã hoạt động nhiều năm rồi và không có bất cứ cái thông tin nào nói là mình lưu trữ trong cái ví chữ lạnh rồi tự nhiên mất tiền hết tất cả đều quy ra là người này đã làm một cái gì đó không có bảo quản tốt cái khóa cá nhân của mình cho nên mới bị mất tiền nhưng mà bây giờ đó với cái chức năng mới này thì nhiều người đặt một câu hỏi các bạn, chỉ cần là một cái phiên bản cập nhật phần mềm mà thôi thì Ledger đã có thể thứ nhất là nhìn thấy được khóa cá nhân của các bạn, thứ hai nữa có thể gửi khóa cá nhân đó ra bên ngoài trên căn bản nếu các bạn subscribe đó là hoạt động của Ledger thì tại sao là như vậy? Cho nên nhiều người đã bắt đầu cảm thấy được lòng tin đối với La đã bị lung lai về cái lý do này. Đó là cái điều lớn nhất và điều căn bản nhất thì bây giờ mọi người bắt đầu lung lai lòng tin. Chứ không phải là hiện bây giờ bất cứ ai nói là La bị hát hay là mình bị mất tiền như hết á. Chỉ là mọi người bây giờ bắt đầu lung lai với lòng tin của mình là La không cách nào lấy được khóa cá nhân. Bây giờ đó thì nếu các bạn cập nhật hầu như họ đã có thể làm được điều đó. Cho dù các bạn tin tưởng là công ty Ledger đó họ thật sự là làm ăn đàng hoàng, không có vấn đề gì bao nhiêu năm nay và thật ra họ công bố mọi người như vậy đó thì đương nhiên là họ cũng không có ý là tự để mà ăn cắp tiền cho bản thân của mình hay gì hết. Nhưng mà cho dù các bạn tin đó thì thật đi, các bạn tin Ledger là công ty tốt thì cũng có rất là nhiều những cái sự lo lắng bây giờ. Tại vì như Hương chia sẻ đó, người dùng nhiều năm qua không gặp sự cố bị hack nếu như mà lưu trữ khóa cá nhân cẩn thận. Nhưng mà nhiều người không an tâm bây giờ tại vì chúng ta đã biết là cho dù như vậy Ledger cũng giống như nhiều công ty, đều bị hack để mà lấy tài liệu của người dùng Chúng ta đã thấy là Ledger đã từng bị hack và mất đi email người dùng hay là bị đánh cắp đi, ngay cả cái địa chỉ của người dùng cũng đã bị lấy cắp đi Nhiều công ty bị vấn đề này, nhưng mà khóa cá nhân đó thì không bị hack vì không có phiên bản nào lưu lại Thì bây giờ làm sao mà chúng ta biết chắc chắn được là cho dù các bạn không subscribe Ledger cũng không có lưu lại khóa cá nhân của mình cái vấn đề ở đây đó là không phải là Ledger là công ty tốt hay là xấu mà chúng ta thấy được là nếu như mà đã có cách như vậy rồi đó thì sẽ thêm một cái cách để cho những người hacker có thể tấn công ví Ledger các bạn nó trở thành không an toàn như trước đây nữa đó là điều lớn thứ nhì điều thứ ba đó thì ngoại trừ hai điều bên trên phản ánh khác từ cộng đồng là là nếu như dùng chế độ này thì cần phải KYC, tại vì không những là các bạn phải cập nhật phiên bản mới, các bạn cần phải đóng 10 đồng một một tháng, các bạn cần phải KYC bằng cách là dùng passport của mình khi nó đi ngược lại với lại cái tiêu chí là các bạn sử dụng ví chữ lạnh cái ví cá nhân để các bạn không có cần phải xác minh thân phận, không ai biết là ví đó là của ai thứ nhất nó sẽ an toàn hơn các bạn nhiều nghĩ là chúng ta chỉ muốn ẩn thân, tại vì chúng ta không có muốn à, ai biết chúng ta là ai để chúng ta làm những chuyện xấu có không phải đâu các bạn. Ẩn thân rất là quan trọng tại vì nếu như các bạn ẩn thân đó, chúng ta chỉ biết địa chỉ ví đó mà không biết địa chỉ ví đó thuộc về ai thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ không có bị những người ở trên mạng theo dõi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta đã cần phải KYC dùng passport giống như là đây chờ muốn làm thì kết nối thân phận thật với lại một cái địa chỉ ví lạnh nó sẽ mức an toàn hơn rất là nhiều và sau này lỡ như mà lại chưa bị hát đó cho dù là khóa cá nhân họ không có lưu trữ và không có nào lấy như là họ nói thì vẫn sẽ dẫn đến là những người mà dùng passport để KYC nếu như các bạn muốn dùng cái sản phẩm này đó họ cũng sẽ bị mất tài liệu đó thêm vào đó làm sao chúng ta có thể chắc chắn được là những người mà mạo danh họ không thể mạo danh là một ai đó dùng passport giả để mà lấy khóa cá nhân được cho nên đây là một cái chức năng mà dù các bạn không có sử dụng thì nó vẫn đi ngược lại với lại cái tiêu chỉ đã có từ trước đến giờ trong cộng đồng của crypto là không phải khóa cá nhân các bạn lưu trữ thì không phải crypto của các bạn các bạn đã thấy được đây là một cái bước đi mà nhiều người cho là cực kỳ xa lầm của Ledger tại sao lại muốn có cái phiên bản cập nhật này và sau đó chúng ta thấy được là giám đốc công nghệ của Ledger cũng đã uh, lên trên Coindesk Twitter để mà livestream chứng ngang mọi người nói là đây là một cái chức năng rất là an toàn của Ledger tại vì cho dù khóa cá nhân subscribe vào cái dịch vụ này thì khóa cá nhân đó cũng được mã hóa ngay ở trên cái máy Ledger và khi mà rời khỏi máy Ledger rồi đó đã được mã hóa rồi chứ không phải là cái khóa cá nhân 24 cụm từ của các bạn nữa và được chia ra làm 3 phần và cần 2 trong 3 phần đó thì mới có thể hồi phục được và hồi phục đó thì phải chuyển ngược trở về cái ví lạnh của các bạn và trong ví lạnh đó là cái nơi mà sẽ giải mã chứ không phải là trên mạng hay là bất cứ một cái server tập trung nào cho nên Ledger vẫn nói đây là một cái cách làm an toàn nhưng mà mọi người thì cũng không có tin các bạn nói chung thì những gì chúng ta đã thấy đó là phần lớn là lung lai lòng tin với những người mà sử dụng Ledger chứ không phải là cái máy Ledger ngay thời điểm này gặp vấn đề gì đây là cả hai chuyện khác nhau mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thì câu hỏi đây là một cái bước đi mà dẫn đến nhiều rắc rối như vậy thì tại sao Ledger lại muốn đi cái bước này? Thì tuy là Ledger không có chia sẻ chi tiết ngoài chỉ việc là họ nghĩ là đây là một cái tính năng mà sẽ được nhiều người ủng hộ. Ngoài chỉ đó ra ra thường nghĩ là có một số điều thứ nhất nữa chúng ta đã biết là cái luật MICA đã được thông qua châu Âu và một trong những cái phần của luật này đó là những công ty cung cấp dịch vụ tài chính À, cần phải KYC những người mà gửi crypto của mình thì có thể là Ledger lo sợ là một ngày nào đó, đó Châu Âu tại vì Ledger là ở nước Pháp các bạn một ngày nào đó đó thì uh, luật MiCA này sẽ dẫn đến là công ty Ledger không thể tiếp tục hoạt động được nữa cho nên họ mới đưa ra một cái chiến lược này thứ nhì nữa là có thể họ muốn có thêm thu nhập Tại vì họ cảm thấy được là bán một ví Ledger có thể là 100 đô, có thể là trăm mấy đô Nhưng mà các bạn thấy được là dịch vụ này đó các bạn phải đăng ký và mỗi tháng là tới 10 đô la Thì đây là một cái thu nhập có thể họ tính toán là không hề nhỏ đâu Và đương nhiên những người như là Thuận và nhiều bạn sẽ không có sử dụng dịch vụ này Nhưng mà đối với lại những người mà họ không muốn lưu trữ trên sàn Tại vì họ cảm thấy là sàn không an toàn sau những sự kiện của năm vừa rồi nhưng mà họ lại không có tự tin để tự lưu trữ khóa cá nhân như là những người trong thị trường này nhiều năm mà sử dụng cái ví lạnh hay là ví cứng có nhiều kinh nghiệm thì họ có thể là đăng cái dịch vụ này thì họ đỡ lo hơn tại ít nhiều gì đó thì nếu như mà họ mất khóa cá nhân của mình thì họ vẫn còn có một công ty có thể hỗ trợ được chứ nếu không họ mất khóa cá nhân của mình thì họ sẽ không thể nào mà lấy được tài sản của mình thì có thể đây là những cái suy nghĩ của công ty lighter chúng ta không biết được chỉ biết đó đây là một cái bước đi mà cộng đồng hoàn toàn không chấp nhận các bạn thì bây giờ thuận năm gì như thường đã chia sẻ những gì mà chúng ta nhìn thấy đó là những nghi vấn những cái sự lo lắng và những cái sự thông đồng tình hiện bây giờ chứ còn cái ví la chờ nếu như mà các bạn không cập nhật các bạn không có subscribe vào dịch vụ này thì các bạn cũng là cái ví la trừ như ngày hôm qua mà thôi bản thân thuận đó thì không có cập nhật phiên bản mới và thường cũng khuyến khích những bạn nào mà lo lắng đừng cập nhật phiên bản mới cho đến khi mà chúng ta biết thêm thông tin bây giờ thông tin này rất là mới các bạn hy vọng là Ledger sẽ có một cái câu giải thích rõ ràng hơn và hy vọng là họ sẽ hủy bỏ cái phiên bản này và sẽ không còn có chuyện này nữa có một cái điều mà nhiều người nói đến đó chính là Ledger đó không giống như là những cái ví chưa lạnh khác như là Chazo Chazo đó là cái ví mà thường nhiều chia sẻ với các bạn cái ví này đó là một cái ví mà mã nguồn mở thì Ledger là một cái ví mà mã nguồn kính cho nên nhiều người luôn có cái sự lo lắng là cái mã nguồn của Ledger có thật sự an toàn hay là không thì để không chia sẻ với các bạn nhiều người đó cũng đã đi tìm câu trả lời và thật ra đó nếu như nói mã nguồn của Ledger là mã nguồn đóng đó là chỉ đúng một phần mà thôi một phần của mã nguồn Ledger là mã nguồn đóng một phần là mã nguồn mở đó là theo thông tin thường nhận được và theo chia sẻ đến từ công ty Ledger cái phần mà mã nguồn đóng đó, đó, thì họ nói đó là liên quan đến một số việc pháp lý và bản quyền và họ nghĩ là một phần mã nguồn đóng nó sẽ an toàn hơn đây đó là cái cách mà họ làm việc từ bảy như năm nay họ nghĩ là cái phần mã nguồn đóng đó, đó thì hacker sẽ không có thể biết được và sẽ an toàn hơn tại vì họ khó có thể tấn công cái gì mà họ không biết được mã nguồn ra sao trong khi mã nguồn mở đó thì ai có thể nhìn thấy được cái phần mã nguồn mở đó là cái phần liên quan tới những cái ứng dụng trên cái ví Ledger và Ledger Live sau khi mà mọi người biết thông tin này ra cách đây khoảng chừng 2-3 năm thì một số người cũng đã kiểm tra Ledger Live và sau đó họ cũng đã có một cái sự an tâm hơn tại vì chúng ta có thể kiểm tra xem coi là Ledger Live đã chia sẻ những thông tin gì ra khỏi và thu vào khi bạn sử dụng cái ví thì nếu như mà Ledger quỷ bỏ cập nhật này, nếu như mà Ledger chia sẻ một cách hợp lý về làm sao để mọi người có thể an tâm là nếu như các bạn không cập nhật, không sử dụng cái dịch vụ này thì mãi mãi khóa cá nhân sẽ nằm trong máy và không ai có thể biết được, ngay cả Ledger, thì tôi nghĩ cộng đồng mới có thể dịu lại được. Bây giờ thì cộng đồng không có dịu đâu các bạn, mọi người bây giờ vẫn đang đầm đầm lên và đã có nhiều cái hashtag là Cancel Ledger, có nghĩa là họ muốn tẩy chay Ledger vì những gì mà Ledger đã thông báo ngày hôm nay. Bản thân thuần đó thì vẫn đang lưu chữ tiền ở trong Ledger. Nói thật giữa Ledger và Trezor đó thì thuần cảm thấy là Ledger sử dụng nó đơn giản hơn đối với thuần và nó tiện lợi hơn rất là nhiều so với sử dụng uh, Trezor cái thuần được thích và đã sử dụng nhiều năm rồi như thường chia sẻ với các bạn. Sau cái sự kiện ngày hôm nay đó thì uh, thuần đã chia ra 50 50, 50% thuần lưu trữ trên Trezor, 50% thuần lưu trữ trên Ledger. Thật ra đó là cái cách mà thường nên làm từ ở đâu này Chỉ là Ledger thì nó tiện lợi hơn đối với Thuận cho nên thường sử dụng nhiều hơn Nhưng mà Thuận vẫn sẽ tiếp tục sử dụng cái ví Ledger trong thời gian này Và sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin với các bạn Thuận hy vọng là thông tin này đó thứ nhất là giải thích được chuyện xảy với các bạn Thứ hai nữa là cho các bạn hiểu được tình hình hiện tại và các bạn có nên lo lắng hay là không Nhiều bạn cũng hỏi Thuận là có ý định nhập Trezor. về vì nào để bán hay là không thì uh, thật ra Store Thuần Capital đó các bạn đã biết là một trong những cái admin trong nhóm là uh, phụ trách để mà bán hàng ở trên uh, Thuần Capital store thì bạn này uh, cũng đã nhập uh, ledger từ uh, thời gian rất lâu rồi các bạn. Các bạn đã biết là Store Thuần Capital đã có ledger trên đó rất nhiều. Và thường thường nó cũng đã order một cái ledger stacks bây giờ vẫn chưa có về nhà nữa các bạn. Thường vẫn đang chờ để xem coi khi nào mà Ledger mới ship cái uh, máy mới Ledger Stacks Nhưng mà bây giờ lại gặp sự cố này thì cũng rất đáng tiếc Nhưng mà còn về chờ đó thì uh, Thùng sẽ bàn với team để xem coi là cái cách mà nhập hàng vào có đơn giản hay không Khi nào mà nhập hàng được, khi nào mà có thông tin thì sẽ chia sẻ Nhưng mà đây là những cái tài liệu mới nhất, đây vẫn là một đề tài đang nóng bỏng được tranh cãi hiện bây giờ Cho nên Thùng muốn dành thời gian để mà chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Như bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuận hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital. Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short. Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung. Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.